Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ bảy, ngày 6 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2014. Khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2014. Quảng Ninh tổ chức hội nghị đầu bơ giống lúa mới chất lượng cao. Sáng nay ngày 6 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2014, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Trong 8 tháng năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành trên các mặt, trong đó chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2014, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2015. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, chỉ đạo tập trung thu hoạch lúa vụ hè thu, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung chỉ đạo 11 xã đăng ký đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2014, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại, sửa chữa gia cố các công trình xây dựng cơ bản trước mùa mưa bão, triển khai các biện pháp phòng chống lụt bão, tăng cường công tác thu ngân sách năm 2014. Có các giải pháp cụ thể để tăng cường thu hồi nợ đồng thuế, chống thất thu thuế, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tiếp tục giải quyết dứt điểm những công việc trong giải phóng mặt bằng quốc lộ 1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch, khai thác phát huy hiệu quả các khu du lịch, không để tình trạng ép giá khách du lịch xảy ra, tăng cường công tác quảng bá các sản phẩm du lịch của tỉnh Quảng Bình, đồng thời tổ chức tổ các hoạt động kỷ niệm 69 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Đồng Hới, công bố quyết định công nhận thành phố Đồng Hới là đô thị loại 2 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhì, đồng thời thực hiện tổ các chính sách an sinh xã hội và bảo trợ xã hội. Cũng trong tháng 8 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo tiếp tục đề cao trách nhiệm của các cấp các ngành trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế xã hội với tinh thần và phương châm đồng bộ hơn. Tại phiên họp, các đơn vị cũng báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu kế hoạch trong tháng 8 năm 2014 và thảo luận đề ra chương trình công tác trong tháng 9 năm 2014. Sáng nay ngày 6 tháng 9, Hội đồng thi nâng ngạch tổ chức lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2014. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng kỳ thi đã tiến sự. Tham dự kỳ thi năm 2014 có 31 công chức đủ tiêu chuẩn điều kiện dự thi đến từ các ban ngành đơn vị địa phương trong tỉnh. Các thí sinh tiến hành làm bài thi với 4 môn thi gồm tin học, tiếng Anh, kiến thức chung và chuyên ngành. Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Trần Tiến Dũng nhấn mạnh đây là kỳ thi quan trọng nhằm đánh giá về trình độ năng lực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đáp ứng đúng tiêu chuẩn yêu cầu các vị trí làm việc tại các ban ngành địa phương. Đồng chí cũng yêu cầu các thí sinh bình tĩnh tự tin làm bài nghiêm túc, các thành viên giám sát kỳ thi thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, trung thực, đúng quy chế của kỳ thi. Đồng chí Trần Tiến Dũng cũng đã trực tiếp bàn giao kỳ thi cho hội đồng, ban giám sát kỳ thi, đảm bảo được bảo mật và đúng quy định. Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa vừa tổ chức hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt chỉ thị số 13 và chỉ thị số 14 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Nghe dự thảo đề cương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Hướng dẫn tổng hợp biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Theo đó, việc xây dựng kế hoạch phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá đúng tình hình và kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015, nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 19. Từ đó xác định mục tiêu định hướng phát triển của kế hoạch 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016-2020. Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 mang tính định hướng, quyết định thành công sự phát triển kinh tế của huyện. Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa yêu cầu các xã thị trấn cần tập trung nghiên cứu đồng góp vào hai dự thảo do Ủy ban nhân dân huyện xây dựng. Đồng thời nghiên cứu cả chỉ thị hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thành báo cáo kế hoạch theo đúng các yêu cầu, nội dung, thời gian quy định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị truyền thông tư vấn cộng đồng xây dựng mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2014.
Năm 2014, huyện Tuyên Hóa là một trong hai địa phương của tỉnh thực hiện dự án xây dựng mô hình trường giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng. Huyện đã lựa chọn xã Đông Hóa để triển khai mô hình này. Mục đích của mô hình nhằm tăng cường các hoạt động phòng ngừa, giúp đỡ trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Giảm số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc xa gia đình, trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em bị ngược đãi, xâm hại. Đồng thời trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân của trẻ em trước mọi xâm hại. Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về chính sách cho trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, Công ước về quyền trẻ em, Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ trẻ em, một số kỹ năng về nhận biết sự thay đổi hành vi, tâm sinh lý của trẻ, cách nuôi dạy trẻ khoa học. Qua đó giúp thay đổi về nhận thức hành vi của các bậc cha mẹ và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ trẻ em. Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ba Đồn đã tổ chức khai mạc kiểm tra sẵn sàng đồng viên quân dự bị năm 2014. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã đã quán triệt các nội dung như tiếp tục thực hiện nghiêm túc cả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng lực lượng dự bị đồng viên, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tiến hành xây dựng lực lượng đồng viên đủ về số lượng và chất lượng, tiến hành chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất và con người, tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung và thời gian quy định, nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thông qua đợt kiểm tra nhằm từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ quân nhân dự bị về lý luận chính trị, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của địch, củng cố nâng cao kiến thức về quân sự, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Quảng Ninh tổ chức hội nghị đầu bơ giống lúa mới chất lượng cao. Các địa phương thu hoạch lúa hè thu. Huyện Quảng Ninh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống cây trồng Quảng Bình đã tổ chức hội nghị đầu bơ khảo nghiệm các giống lúa mới ngắn ngay chất lượng cao SV181, SV47 và SVN1. Các giống lúa mới SV181, SV47 và SVN1 do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống cây trồng Quảng Bình trực thuộc Tổng công ty Nông nghiệp Quảng Bình cung cấp. Vụ hè thu năm 2014, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Ninh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống cây trồng Quảng Bình triển khai mô hình khảo nghiệm 3 giống lúa này tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hiển Vinh, xã Duy Ninh. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hiển Vinh kết hợp với công ty giống cây trồng Quảng Bình làm hai giống mới. Giống thứ nhất là SV181, giống hai là SVN1, gọi tắt là Nếp Thái. Thì qua một quá trình làm, chúng tôi gieo là vào ngày 9 tháng 6 dương lịch, đến hôm nay lúa đã chín chuẩn bị thu hoạch. Thì quá trình làm thì giống cây này thì chống chịu các loài sâu bệnh trong vụ vừa qua không xảy ra một cái hiện tượng gì, kể cả khô hạn. Giống cây là cứng, đạt năng suất là ước tính là trên 60 tạ một hecta. So với giống P6 là cùng loài giống là ngắn ngày 85 ngày thì giống SV181 là sớm hơn, năng suất tốt, chịu sâu bệnh khá hơn. Qua thăm nông cho thấy giống lúa SV181 năng suất vụ hè thu đạt từ 60 đến 65 tạ một hecta, vụ đông xuân từ 65 đến 70 tạ một hecta. Giống SV47 năng suất vụ hè thu đạt 60 đến 65 tạ một hecta, vụ đông xuân từ 65 đến 70 tạ một hecta. Giống nếp SVN1 có năng suất vụ hè thu đạt 68 hecta. Như vậy, các giống lúa mới này có nhiều đặc điểm vượt trội so với một số giống lúa khác: thời gian sinh trưởng ngắn, thích ứng với điều kiện ngoại cảnh, chống chịu sâu bệnh khá, tiết kiệm chi phí, năng suất chất lượng cao, nâng cao giá trị sản phẩm, phù hợp sản xuất hai vụ đầu năm. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, trong những ngày này, bà con nông dân cả địa phương trong tỉnh đang khẩn trương thu hoạch lúa hè thu. Do ảnh hưởng của thời tiết nắng hạn kéo dài nên vụ hè thu năm nay xã Xuân Hòa, huyện Ninh Hòa chỉ gieo cấy được gần 50 hecta lúa. Các giống lúa chủ lực đưa vào sản xuất là HT1, CT6 và 504. Quá trình cây lúa sinh trưởng cũng đã bị sâu bệnh cây hại và một số diện tích bị thiếu nước. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã cố gắng điều tiết nước, khuyến cáo người dân phòng trừ sâu bệnh nên đã hạn chế thiệt hại ảnh hưởng đến năng suất. Theo đánh giá của bà con, vụ hè thu này Xuân Hòa cơ bản được mùa, năng suất ước đạt từ 45 đến 50 tạ một hecta.
Hiện nay lúa gieo ra đầu đã chín rộ. Để không bị thiệt hại do mưa lũ, Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa đã chỉ đạo bà con nông dân khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, phấn đấu 100% diện tích lúa hè thu được thu hoạch trong trước ngày 15 tháng 9. Vụ hè thu năm nay, xã Tiền Hòa gieo trồng trên 145 ha lúa, trong đó chủ yếu là các giống lúa PC6 50404 HT1. Đây là các giống lúa đem lại năng suất cao, hạt chắc khỏe, chống chọi tốt với thời tiết và sâu bệnh. Ngay từ đầu vụ, Ủy ban nhân dân xã đã tích cực chỉ đạo cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở, vận động bà con nông dân thực hiện đầy đủ các khâu trong quy trình sản xuất, nên vụ lúa hè thu năm nay ở xã Tiền Hòa năng suất đạt khá cao. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch. Qua đánh giá thăm đồng, năng suất ước đạt 46 tạ trên 1 hecta, sản lượng ước đạt 667 tấn. Bà con nông dân xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh cũng đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu với chủ trương xanh nhà hơn già đồng để tránh mưa lũ. Với diện tích gieo cấy 171 ha, vụ hè thu này, xã Lương Ninh sử dụng bộ giống chủ lực là HT1 và HT6. Nhờ tăng cường diệt chuột trước vụ mùa, điều tiết hợp lý nguồn nước, chủ động phòng trừ sâu bệnh nên cây lúa phát triển tốt. Đây là vụ hè thu được đánh giá được mùa nhất trong những năm gần đây của xã Lương Ninh với năng suất bình quân đạt 53,5 tạ một hecta. Hiện nay, bà con nông dân đã thu hoạch khoảng 80% diện tích. Toàn xã huy động 4 máy gặt lớn, phục vụ bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa để đảm bảo không phơi sấy. Bà con nông dân xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy cũng đang tập trung xuống đồng thu hoạch lúa hè thu 2014. Vụ hè thu năm nay toàn xã Văn Thủy gieo cấy gần 85 ha lúa, đạt 90% kế hoạch đề ra. Diện tích lúa tập trung chủ yếu ở hai thôn Văn Minh và Đông Xuân, với các giống lúa chủ lực là Xuân Mai và PC6. Loại giống này có thời gian sinh trưởng ngắn từ 85 đến 90 ngày cho thu hoạch sớm nhằm vượt lũ cuối vụ. Nhờ chủ động nguồn nước tưới, phòng trừ sâu bệnh và chuột phá hại nên năng suất đạt 38,5 tạ một hecta, cao hơn so với năm ngoái. Trong những năm qua, nhờ những chính sách hỗ trợ khuyến khích có hiệu quả nên kinh tế trang trại của Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các chủ trang trại đã mạnh dạn đầu tư vốn kỹ thuật phát triển kinh tế hàng hóa theo hướng nông lâm kết hợp để nâng cao thu nhập. Hiện Quảng Bình có 640 trang trại được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chí mới. Đa số các trang trại được xây dựng theo mô hình tổng hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng và kết hợp nuôi cá. Giá trị thu nhập bình quân của mỗi trang trại đạt 50 triệu đồng đến vài trăm triệu đồng một năm. Hiện nay cả trang trại đang giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Nhờ kinh tế trang trại mà diện mạo vùng quê nông thôn ngày càng khởi sắc, nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Tuy nhiên, kinh tế trang trại trên địa bàn Quảng Bình vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ làm kinh tế trang trại còn chậm. Mặt khác, nguồn vốn đầu tư cho các trang trại hiện nay chủ yếu vẫn là nguồn vốn tự có. Người nông dân chưa tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước. Trong những năm gần đây, xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy đã và đang tập trung phát triển nghề nuôi ong lấy mật, đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình. Phát huy lợi thế là xã vùng đồi có thảm thực vật phong phú, hiện nay gần 100 hộ gia đình ở xã Văn Thủy đã nuôi được 330 đàn ong. Nhờ nắm bắt tốt kỹ thuật, kinh nghiệm nuôi ong và phương pháp tách đàn, nên số đàn ong ngày càng được nhân rộng. Trung bình mỗi năm, một đàn ong cho từ 20 đến 25 lít mật, với giá trên thị trường hiện nay là 400.000 đồng một lít. Nhờ đó, nhiều gia đình đã có thu nhập hàng chục triệu đồng một năm. Hiện nay, chính quyền xã đang khuyến khích và tạo điều kiện để bà con phát triển mạnh nghề nuôi ong. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều nay ngày 6 tháng 9. Khu vực miền núi, mây thay đổi, trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, trời nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 34 độ. Vùng biển có mưa rào nhẹ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.